nè, đang bàn giao mua rồi. Đi vô đi đi. Kiếm về F7. Bảy nhìn thấy ngầu không? Chuẩn bị lái thử. Rồi đúng rồi. Rồi lên đằng sau. Anh điều chỉnh gương và ghế giúp em thôi. Okay. Nó có cái thanh dài á, anh trượt lên trượt xuống giúp em. Cái này là cái thanh dài á. Đẩy lên nó. Dạ đúng rồi, để lên và để xuống là nó sẽ đi. Cái này là anh nổ máy đạp là vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạ, anh xe VinFast bây giờ nó có đặc trưng là anh phải thắt dây an toàn mới cho anh chạy. Ok ok. Dạ dạ. Ồ vậy là ok, hiểu bất rồi đó. Bất kể đang vào số gì thì thắt dây an toàn nó mới cho anh chạy. Dạ. Nó lên đây lần xe điện này giống như tự nhiên mình đang đi thi vậy. Ok, chỉnh gương điện này nó có giống bên kia. Gương thì đây. Gương thì anh sẽ chỉnh vào cái bấm vào gương, gương này gương trái phải thì anh chọn bên này. Thay vì cơ như xe thông thường thì anh chọn trên màn hình thôi và okay. Anh điều chỉnh bằng cái nút bàn phím ở đây. Ừ. Dạ. Đây, giờ chỉnh đây ha. Đúng rồi. À, hiện tại nó đang hiển thị bên gương trái thì anh okay. Chỉnh bên gương trái. Ok. Này là lên không? Ok. Thôi. Rồi. Bây giờ qua phải là bấm này hả? Đúng rồi. Số đúng không? Dạ đúng rồi. Nhấn xuống đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, nhấn xuống. Rồi nó sẽ vào D. D đây nó hiện cái này là hiện cái ready. Ờ chữ ready. Dạ. Rồi mình đi trái thẳng ra là để mình. Ủa ở đây cái xi nhan là cũng y chang tương tự như tất cả dòng xe khác á. Bên đây là phải hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ bây giờ mình nhả thắng là nó có chạy không? Nó hoạt động
tương tự như các loại xe xăng bình thường thôi. Dạ, nó không khác gì hết. Nhưng mà lên ngày hôm nay nó giống như đi thi bằng lái vậy đó. Xe này thì nó cái tay lái nhỏ hả? Rất rất là mạnh nha. Tại vì anh chạy xe điện bao giờ chưa? Chưa. Dạ. Nó khác xe xăng ở chỗ là nó không có độ trễ. Anh đạp một cái là có, đạp một cái là có, nên là đâm dây tám mà đúng không? Dạ. Mình nên cảm nhận cái ga trước. Mình không có chạy thúc ga, cũng không có có đạp thắng gấp. Đi xăng là anh cũng không dám. Rồi thử cái ga cả. Tự lóc cửa hả? Dạ đúng rồi. Trên 15 km nó sẽ tự lóc cửa. Đến đây mình rẽ phải với em. Rẽ phải luôn. Đâu có gần chạy N để làm gì ta? Mấy anh em bày thêm trò để làm thôi, chứ nó không có đúng thực sự. Đúng rồi, bên kia thì cái động cơ này nhắn vô là nó mới ngưng động cơ đúng không? Đúng rồi, thật sự là em thấy nó cũng dư. Mấy em nó dư thừa lắm. Dạ. Dạ. Rồi, okay. Là xong rồi phải không? Dạ đúng rồi. Ok, rồi, cảm ơn nhiều. Dạ dạ, cảm ơn anh. Ủa cái này nếu mà mình B là nó tự thắng tự này tự nọ. Dạ đúng rồi, rồi tương tự còn, còn cái nút mà cái gì nó kêu thắng tự động thắng điện tử là nó có cần phải cái đó. Đây nó, là nó, B luôn anh. Nó tích là nó luôn. Là nó có nghĩa là giờ B là
bỏ thắng được. Dạ đúng rồi. Xong rồi. Dạ đúng rồi. Dạ, chỗ đúng này rồi. Là vẫn còn chạy nè. Dạ, cái này rồi. Là cũng ngưng. Dạ, cái đúng rồi. Cái này là ngưng nó, nhưng mà không có thắng. Nó ngưng giống như là khi mà anh dừng đèn đỏ hay như thế nào đó. Nó vẫn không bị tụt dốc nè. Dạ đúng rồi. Này nó sẽ không có khóa hộp số cho anh thôi. Thì nó sẽ về N tương tự như xe xăng thông thường. Đó. Còn khi mà anh về B hẳn là nó sẽ vượt cái tắc tay cho anh mà vượt. Ủa cái này đâu phải là bản plus đúng không? Dạ, bản plus thì cái trần kính này nó sẽ là tùy chọn option anh. À, dạ, nó sẽ okay, là option. Tùy chọn nó dạ, khác nhau. Dạ đúng rồi. Rồi thôi ok. Dạ. Còn cái nút mà chế độ lái là nằm ở chỗ nào ta? Đây, chế độ lái thì nó có ride mode. À, vậy tích hợp cho đây luôn. Tích hợp 2 chứ nó bạn dạ, bạn ở này hả? Tất cả hầu như thao tác trên màn hình đều à tiết kiệm, bình thường thế nào dạ, mode là nằm trên đây dạ, hết. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cái này là tắt bật là sao? Tắt bật cái, chế độ bài cái này. Chế độ di chuyển chậm này là khi mà anh tắt á là khi mà anh nhả ga ra nó không có chậm, nó không có nhích từ từ cho anh nữa. À đó, và khi mà anh bật á thì khi mà anh nhả ga mà anh chưa có lên ga á thì nó sẽ di chuyển chậm như hồi nãy cho anh đó. À. Đó. Đó, còn cái này là cái chế độ phanh tái sinh cao thì nó đặc trưng của VinFast. Ủa, thì, của cái tiết kiệm đúng không? Dạ không, của xe luôn anh. Cứ như là tất cả chế độ này nó đều tái sinh hết. Khi mà anh bật thấp á thì nó sẽ thảm xe theo quán tính như bình thường, còn khi mà anh bật chế độ tái sinh cao á thì nó sẽ hãm nhiều hơn cho anh. Và khi mà anh đi xa anh bật tái sinh cao á thì theo cái nguyên lý của động cơ điện á, khi mà anh cấp nguồn quay cho nó sẽ trả lại điện cho anh. Thì khi mà anh đi với cái chế độ tái sinh cao thì nó sẽ hãm bằng cái tuabin motor giống như xuống đèo đi. Dạ đúng rồi, nó sẽ bù điện lại, nó sẽ bù điện lại cho anh. Đôi khi ví dụ mình thấy nó 81% mình xuống hết đều nó vẫn 81% đúng không? Có thể anh, có thể. Dạ đúng rồi, dạ dạ đúng rồi. Okay. Dạ. Nó hồi thật ra thì nó cũng hồi nhưng mà nó hồi cũng không có được nhiều như là mình sạc đâu. Ờ. Dạ dạ. Hồi cái tiếng đúng là lên là cảm nhận khác. Dạ dạ. Giờ mình dừng ở ngoài đây luôn gì đúng không? Dạ đúng rồi. Mở cửa anh đi vào chợ xe để sắp xếp. Chú ý đường sau đi các em. Quay lên nha. Quay lên thành công nha. Đây chân dung VF7. Kia VF9. Wow, sao mà có tiền mua con này nè. Butcha. Đó là. Thấy sao? Đây xe VinFast em mua Butcha. Không còn đẹp hả? Ok.